Xin gửi chào tới toàn thể cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Dạ vâng, và hôm nay Quỳnh Phạm lên sóng với tất cả mọi người thì em đem đến một cái sản phẩm rất chi là nhiều. Đó chính là cái mẫu sản phẩm lưới nhật chuyên dụng để anh em đi đánh chim bêm. Và ở tại buổi video này thì Quỳnh Phạm cũng hướng dẫn anh em chúng ta cách dỡ lưới ở bên nhà em để trường hợp không bị rối lưới nha mọi người nhá. Khi chúng ta nhận hàng về sẽ một con lưới tròn như này và bên em đã buộc dây hai đầu rồi. Và lưu ý anh em là chúng ta lấy lưới các bác, chúng ta lấy từ lõi lấy ra. Đây, lấy lõi các bác nhìn này. Đây là một cái dòng sản phẩm tai lưới, các bác sẽ lấy từ lõi lấy ra cho em là sẽ không bao giờ bị rối lưới đâu nha mọi người nha. Đấy, các thấy không ạ? Lấy từ tai lưới lấy ra. Đấy. Lấy tai lưới lấy ra nha mọi người nha. Đấy, em kéo cho các bác xem này. Dòng sản phẩm này các bác yên tâm là hàng bên em các bác cứ lấy từ trong lõi lấy ra cho em. Lấy trong lõi lấy ra là không bao giờ bị ấy đâu nha các bác nhá, không bao giờ bị rối lưới. Và cái dòng sản phẩm này các bác yên tâm này. Hàng này ở trên tay em đây đó chính là dòng lưới Nhật. Một tay lưới như này sẽ gồm 50 mét cho em. Đó, rất là nhiều cúi và nhiều thịt luôn hàng lưới Nhật này, các bác nhìn lưới này. Lưới cực kỳ là ok luôn nha mọi người nhá. Đây là một mẫu sản phẩm lưới Nhật và tại buổi video này Quỳnh Phạm sẽ báo giá cho anh em chúng ta dễ mua bán. Đây các bác nhìn lưới Nhật này. Toàn bộ biên nhà em là hàng lưới Nhật này nó sẽ có một cái đặc điểm như sau. Đây các bác nhìn thứ nhất về lưới này. Lưới của nó cũng sẽ có một cái màu hơi tím tím, nó giống như dòng Sinpha nhưng thực ra nó là hàng của thằng Nhật. Đó, hàng con cá vàng dùng rất là ok. Và cái lưới này các bác nhìn kỹ cho em này. Toàn bộ biên của nó cũng là biên đôi cho em. Ở đây đợt này về toàn bộ là mắt 7,5 cho em. Đối với dòng sản phẩm mắt 7,5 các bác nhá, đánh tổng hợp cho em, đánh từ cuốc, tế gà, các thứ vân vân. Và cái hàng này sợi nó là sợi 19 chuẩn, một tay lưới này chỉ có hơn 500.000 thôi, các bác nhìn tay em búng này. Em bao cho anh em luôn nhá. Sợi 19 này rất là bén luôn. Đó, nó nhỉnh, các bác nào thích đánh tổng hợp các bác chơi hàng này, đây là sợi 19. Nó búng thoải mái luôn cho em. Cam kết mọi người luôn nhá, bảo hành anh em là búng không xô mắt. Búng không xô mắt chưa Quỳnh Phạm, đây là lưới cước, nhiều bác về tay lao động ấy, các bác búng đứt mắt lưới xong bảo là em ơi sao anh búng đứt mắt lưới, các bác lấy tay banh này thì làm sao mà không đứt được đúng không ạ? Còn riêng cái hàng này bảo hành em không xô mắt anh em nhìn này. Đó, riêng dòng sản phẩm lưới chuẩn anh em nhá, anh em kéo búng này thoải mái cho em là không bị xô mắt. Đây các bác nhìn này, lưới chuẩn của nó, các bác nhìn mắt lưới nó vẫn nằm yên như này, không xô đi xô lại, này là lưới chuẩn không xô mắt cho em nhá. Anh em nhá, em búng 100 mắt cho anh em, bảo hành 100 mắt không xô mắt nào cho em. Anh em nhìn hào không ạ? Lưới cực kỳ là đẹp như ở đây. Hàng này anh em không phải lo lắng gì cả. Lưới rất chìa đẹp luôn, các anh nhìn tay em này. Tay chỉ có lún và đau thôi chứ để mà nói đứt được dòng lưới Nhật này rất là khó. Hàng này đánh gà anh em có thể là hàng chiều cao nó cao 7,5 m. Anh em có thể làm 3 túi, còn anh em nào thích túi nông hơn anh em có thể làm 4 túi. Hàng này cao 7,5 m đánh rất chiều ok anh em nhìn hàng này. Hàng cực kỳ là đẹp luôn nha mọi người nha, mắt 7,5 cho em. Một tay lưới này về tay báo giá luôn cho anh em. Một tay lưới này về tay gì ạ? Với có giá là 549.000, anh em lấy từ hai tay trở lên Quỳnh Phạm miễn ship cho mọi người nhá. Đó, và cái hàng này của nó anh em nhìn này, toàn bộ bên em đã chia túi chia cọc hết cho anh em rồi. Chia túi chia cọc và thắt chống gió cho anh em rồi. Anh em nào thích thắt hai đầu khi mua hàng nói thắt hai đầu, thích mà chúng ta thắt một đầu khi mua hàng nói thắt một đầu cho em. Hàng cực kỳ là đẹp luôn nha mọi người nhá. Lưới rất là đẹp luôn các. Các bác nhìn cái màu lưới của nó này. Đây các bác nhìn hàng này. Hàng đẹp quá trời luôn như này nha mọi người nhá. Các bác nhìn hàng không ạ? Hàng đẹp cực kỳ luôn, nhận hàng bao kiểm tra hàng cho anh em luôn. Nếu không đúng sản phẩm và mẫu mã Quỳnh Phạm cho anh em trả lại hàng. Nói thật các bác, bán hàng bằng một cái tâm nha mọi người nha, không lừa các bác làm gì cả, mấy trăm nghìn em không giàu được. Đó, một tay lưới sở hữu về tay với giá bao nhiêu ạ? 549.000 lấy từ hai tay trở lên Quỳnh Phạm miễn phí vận chuyển. Nói thẳng luôn mọi người nhá, cam kết là hàng Nhật luôn. Cam kết là hàng Nhật luôn, các nhìn hàng này. Hàng cực kỳ là đẹp luôn các. Hàng này bảo hành cho em 100 mắt không xô mắt nào cho em, bảo hành anh em luôn. Đó, lỗi một đổi một nếu hàng xô mắt. Quỳnh Phạm nói luôn anh em nhá, nhận hàng cho anh em kiểm tra, anh em nhìn tay này. Búng bất kỳ khoảng cách nào cũng không bao giờ xô được luôn cho em. Đấy các nhìn hàng nhá. Đây là dòng sản phẩm lưới Nhật cho em. Đó, anh em nếu thích nhuộm đen anh em có thể nói với em là nhuộm đen, em sẽ cho thợ nhuộm đen cho anh em. Anh em thấy không ạ? Hàng cực kỳ đẹp luôn các, cứ rút từ lõi rút ra cho em, không bao giờ bị rối lưới, không bao giờ bị xoắn chạc luôn, cam kết vấn đề là như vậy. Các nhìn hàng này, đẹp chưa? Nói thật anh em luôn, hàng bên em hàng đẹp bảo hàng đẹp, hàng xấu bảo hàng xấu nha mọi người nha. Đó có thấy không ạ? Dỡ ra thoải mái không bị xoắn chạc cho em nha mọi người nha. Và cái ngoài dòng sản phẩm lưới Nhật này ra thì Quỳnh Phạm vừa báo giá cũng như đi chi tiết về cái mẫu mã của nó thì anh em cũng đã nghe thấy rồi, mắt của nó là mắt 7,5. Đó, chiều cao của nó cao 100 mắt, có nghĩa là cao 7,5 m, chúng ta có thể làm 3 túi hoặc có thể làm 4 túi. Đó, còn quy cách làm việc các bác yêu cầu sao em sẽ đóng cho các bác như vậy. Được không ạ? Ngoài dòng sản phẩm lưới này ra bên em rất là nhiều mẫu mã lưới khác nữa và sắp vào vụ rồi, anh em cần hãy alo cho em để em có cơ hội để phục vụ anh em nhá. Và loa đài âm ly săn bẫy đầy đủ, các bác đang xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em nha mọi người nha. Chúc anh em chúng ta lên đơn hàng thành công, xin chào toàn thể mọi người. Hẹn các bác ở buổi video sau nhé.